thì kể từ khi mà mình bắt đầu làm video review sách á thì người quen hay là những mọi người mà xung quanh mình á thì ai cũng hỏi là ồ đọc nhiều sách vậy là chắc là ham đọc sách lắm đúng không? À, mình cũng không hẳn là mình thích đọc sách so với rất nhiều bạn á thì mình không nghĩ là mình là một con người rất là đam mê nhiệt tình với sách. Thì khi mà mình nói như vậy á thì mọi người lại hỏi tiếp là ủa vậy chứ đọc nhiều sách vậy để làm chi? Thì có rất nhiều cái lý do Oh, làm giàu kiến thức nè, rồi cải thiện tâm hồn, rồi được trải nghiệm, vân vân, vân vân. Thì cuối cùng mình mới ngẫm lại thì hóa ra là cái việc mình đọc sách chỉ để phục vụ cho một cái mục đích và nhu cầu duy nhất thôi. Và đó chính là để phát triển cái trí thông minh cảm xúc của mình. Hay nói đúng hơn theo từ tiếng Anh của nó, emotional intelligence. Và đó chính là cái chủ đề mà hôm nay mình muốn bàn với các bạn sâu trong video ngày hôm nay. Hello, 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 chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Hương Đeo Điền Và hôm nay thì mình đã quay trở lại với mọi người với một cái chủ đề khá là nghe quen thuộc nhưng mà cũng hơi lạ lẫm Đó chính là trí khôn cảm xúc Và đi theo kèm đó đó chính là cái bộ sách mà Alpha Book mới phát hành gần đây Và đó chính là series 10 cuốn sách tên là Trí tuệ xúc cảm của Harvard Business Review thì trước khi mà mình đi vào sâu review cái bộ sách này ấy, thì có một cái vấn đề khá là lớn đó chính là để mà hiểu được tại sao mà mình cần phải đọc cái bộ sách này tại sao mình nghĩ bộ sách này lại quan trọng và đáng đọc thì trước hết là mình phải tìm hiểu trước là ok trí tuệ xúc cảm emotional intelligence thì nó là cái gì và tại sao thì mình cần phải phát triển nó và sau khi tìm hiểu thì emotional intelligence mình sẽ hiểu nó chính là cái khả năng mà chúng ta có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Khả năng kiểm soát được cảm xúc của bản thân và khả năng hiểu được cảm xúc của người khác. Ồ, đây là hai cái vấn đề rất là lớn. Show được là bạn có trí thông mình cảm hốc xúc hay không? khi mà hướng nói là về cái khi mà mình nói về cái việc mà hiểu được cảm xúc bản thân có nghĩa là bạn đã có khả năng là ok nhìn nhận được keep track được theo dõi được cái chiều hướng những cái cảm xúc mình có trong ngày và mình có thể giải thích được đằng sau cái cảm xúc đó cái nguyên nhân thật sự cảm xúc thật sự của mình là gì chẳng hạn một số bạn có thể cảm thấy rất là uh, ghét mọi người xung quanh chẳng hạn như thế một một người có thể cảm giác rất là ghét người xung quanh bạn ấy thể hiện ra những cái cảm xúc tiêu cực nhưng mà nếu bạn ấy có emotional intelligence thì bạn ấy có thể phân tích và nhận ra được cái cảm xúc đằng sau cái sự ghét bỏ đó đó chính là cái sự khao khát được chấp nhận mình nói ví dụ như vậy đó là về cái kiểm soát được cảm xúc của bản thân bạn hiểu được nó tìm ra được cái nguyên nhân đằng sau nó chứ không chỉ là cái bề nổi và hiển nhiên cái vấn đề còn lại là đi hiểu được cảm xúc của người khác có nghĩa là bạn có thể cảm nhận được đối phương của mình đang cảm thấy như thế nào thông qua lời nói cử chỉ Ừ, thì đó chính là cái cái định nghĩa căn bản nhất mà Hương có thể cho mọi người về Emotional Intelligence Và có một cái điều rất là đặc biệt về cái loại trí cả, trí khôn này Đó chính là Emotional Intelligence là nó không được bẩm sinh Không phải sinh ra mà có Mà nó là một thứ cần phải được tôi luyện và cần được giáo dục dạy dỗ nên Và hiển nhiên là ok, mình có thể giáo dục ở trong trường Nhưng đó chỉ là một cái phần rất là nhỏ mà cái thứ mà có thể giáo dục dạy cho chúng ta về emotional intelligence đó là một thứ duy nhất tên là văn hóa văn hóa là gì tiểu thuyết tivi báo đài những sự kiện xung quanh chúng ta à, thì đó chính là cuối cùng quay lại giải thích lý do tại sao mà hương nói là hương đọc sách để mà phát triển trí thông minh cảm xúc bởi vì chỉ có thông qua đọc sách bất kể non fiction hay là fiction để mình có thể trải nghiệm được qua những câu chuyện học được những cái bài học về cảm xúc thông qua đó thì mình mới làm giàu được cái emotional intelligence làm giàu được cái emotional intelligence của bản thân được rồi vậy thì từ đó thì sẽ liên quan gì đến cái bộ sách này thì emotional intelligence nó được biểu hiện thông qua năm cái hình thức khác nhau thứ nhất á chính là self awareness có nghĩa là nhận thức về bản thân cái thứ hai sẽ là self motivation có nghĩa là tự tạo ra được động lực cho bản thân, tự nhận ra được động lực cho bản thân. Cái thứ ba đó chính là handling relationship là thể hiện trong cái cách mà bạn có thể là xử lý các mối quan hệ, xây dựng các mối quan hệ, các mình mà đối đối tác tương tác với những con người trong mối quan hệ xung quanh ta. Áp chót cái thứ tư chính là cái managing emotion có nghĩa là cái cái khả năng mà mình có thể kiểm soát được cảm xúc có nghĩa là trong cái giai đoạn đó bạn cảm thấy rất là buồn thì bạn sẽ xử lý cái cảm xúc buồn đó như thế nào bạn xử lý nó với một cách rất là healthy lành mạnh nói ra tâm sự với bạn bè hay bạn sẽ chọn xử lý nó bằng một cách rất là tiêu cực ví dụ như là tự làm hại bản thân self harm chẳng hạn như thế và cuối cùng nó sẽ thể hiện ở cái empathy là cái khả năng thấu cảm đối với người khác thì đó là năm cái biểu hiện trực tiếp nhất của cái emotional intelligence thì khi mà nghe qua khi mà hương định nghĩa sơ qua những cái về trí tuệ cảm xúc thì bạn cảm thấy cũng hợp lý đúng không bởi vì emotional intelligence nó quyết định hoàn toàn bộ cái sự thành công trong khả năng tương tác với người khác cũng như là làm chủ tinh thần của bản thân thì mình nghĩ nó là một cái vấn đề rất là quan trọng và cần phải được chú ý đến và như đó là cái phần giới thiệu sơ sơ cho mọi người về hiểu được emotional intelligence là gì và nó thể hiện như thế nào cũng đồng thời là nó quan trọng như thế nào ok và từ đây quay lại đến cái bộ sách của uh, harvard business review cái điểm đặc biệt ở cái cuốn sách này đó chính là nó không chỉ có một tác giả mà đây là tổng hợp tất cả những nghiên cứu khoa học và đây giống như là một bài tổng hợp lại những cái nghiên cứu khoa học của họ thôi. Thì từ đây nó tạo ra được cho mình là một cái sự khẳng định rất là vững mạnh về sự đáng tin cậy cũng như là cái chất lượng về cái kiến thức ở trong đây. Không phải là những thứ mà chỉ là lập luận ra hoặc là dựa vào cái quan điểm của một người mà ở đây là dựa trên nghiên cứu khoa học. Thế nên là những kiến thức ở trong đây mình phải ok, sure là ok, nó sẽ khá là reliable, đáng tin cậy. Và đó là sơ sơ cuốn sách Thì series 10 cuốn sách này được chia ra theo 10 cái topic Từ năm cái biểu hiện của Emotional Intelligence Thì bộ sách này thì đã được chia nhỏ ra theo từng cái mảng Mà sẽ liên quan trực tiếp Và đồng thời là nó sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự thành công trong cuộc sống và công việc Và 10 cái cuốn sách đó, 10 cái chủ đề Lần lượt đó chính là hạnh phúc Tiếp theo đó chính là tỉnh thức rồi ứng xử với người khó nhằm cái này là về managing relationship nè mọi người đúng không handling relationship nè tiếp theo đó chính là lãnh đạo đích thực thì cuốn sách này sẽ focus vào ứng, ứng dụng vào trong cái môi trường làm việc nhiều hơn tiếp theo là lắng nghe trong tỉnh thức thì cuốn này như hương đã nói hồi nãy nó sẽ focus nhiều vào việc là gì đây nhận được um, Self awareness nhận thức được bản thân cũng như là cái kiểm soát được cảm xúc của mình tiếp tục đó chính là vượt qua nghịch cảnh thì cuốn sách này nó sẽ đi trực tiếp từ cái việc mà self motivation tự tìm được cái động lực của bản thân tiếp theo đó chính là gây ảnh hưởng và thuyết phục thì cuốn này là đi theo mảng là gì đây handling relationships có nghĩa là xử lý giải quyết những cái mối quan hệ tiếp theo đó chính là cái cuốn sách mà mình rất là thích trong cái bộ này Thấu cảm Empathy Again, lại về một cuốn sách về relationship, quyền lực và tác động Next, mình sẽ có chuyên tâm Thì cuốn sách này sẽ nói về focus và nó sẽ đi nhiều về cái cái gì đây? Uh, cái self-motivation, tự tìm động lực của bản thân Được chưa? Ok, vậy thì khi mà đi sơ qua những cái cuốn sách đó thì bạn sẽ thấy là ok nó sẽ được thiết kế theo đúng năm cái biểu hiện chính của năm cái mạng chính của emotional intelligence và đồng thời có một cái đặc điểm là nó sẽ hơi focus nhiều hơn một chút nhiều hơn một xíu về cái mảng là handling relationships các tương tác đối với những người khác đặc biệt là những người trong môi trường công sở làm việc nhiều hơn thì tuy nhiên là bộ sách này mình vẫn cảm thấy là vẫn rất đáng đọc đặc biệt là trong cái cuốn mà hạnh phúc ở trong đây có rất là nhiều cuốn và rất nhiều thứ mà mình có thể nói ở trong đây. Tuy nhiên là thời gian không có hạn, thế nên mình sẽ chọn ra một cái thông tin rất là đặc giá từ cái cuốn mình thích nhất. Đó chính là hạnh phúc. Thì ở trong đây á tác giả một uh, đã cho đã đưa cho mình được một cái ý rất là đã khai sáng được cho mình một cái điều rất là hay về hạnh phúc. Đó chính là hạnh phúc không phải là một cái mục tiêu đích đến mà nó là công cụ. Thì khi mà mình nghĩ lại thì Wow, nếu mà bạn cố chạy đi đi tìm hạnh phúc thì bạn sẽ không bao giờ đạt được tới nó. Mà hạnh phúc đó chính là cái sự thỏa mãn, sự biết ơn, sự nhận tất cả những cái hạnh phúc tích cực của mình từ đó là dùng làm năng lượng để cho mình có thể tiếp tục làm được những thứ mình yêu thích và từ đó là đồng thời mình có thể tận hưởng được cái cảm giác hạnh phúc khi mà mình đang làm được thứ yêu thích đó thì mình cảm giác là khi mà mình <laughs> mình được tiếp xúc với cái khi mà mình đọc được cái câu đó lên thì cảm giác giống như là wow nó hoàn toàn là nó thay đổi hoàn toàn cái góc nhìn của mình về hạnh phúc cũng như là cái sự mà thỏa mãn trong cuộc sống kiểu như là life fulfillment đó mọi người satisfaction sự thỏa mãn sự kiểu như là đong đầy trong cuộc sống ờ đây chỉ là một cái phần trích rất là nhỏ trong một cái chương rất là nhỏ trong cuốn hạnh phúc thì bạn phải tưởng tượng cái cảm giác của hương khi mà đọc những cái cuốn còn lại ở trong đây thực sự thực sự rất là amazing và một cái điểm mà mình rất là khen ở cái bộ sách này đó chính là họ hiểu được cái đối tượng độc giả của họ không phải là người chuyên môn trong ngành thế nên khi viết thì họ đã chuyển hướng tiếp cận và đổi cách viết làm sao mà cái kiến thức này dễ tiếp cận với mình hơn nó sẽ không phải là một cái bài báo cáo a literature review nghiên cứu khoa học viết ra khô khốc thì sẽ rất là khó hiểu mà họ đã có điều chỉnh lại và trình bày dưới dạng là ok đưa ra một câu chuyện tình huống và sau đó là đưa ra ý niệm mà hiển nhiên là nó sẽ không như những cuốn sách sophom thông thường là liệt kê một đống ví dụ không hề như vậy ha thế nên là đây là cái điều mình rất là thích rất là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề và rất nhiều cái kiến thức mới nhiều cái góc nhìn mới kiểu như đúng chất là eye opening đối với mình luôn đó thì đây là những cái thứ mà mình cảm thấy là rất là thích về cái bộ sách này tuy nhiên á thì ngược lại có một chút thì mình phải che chê một xíu đó chính là cái bộ sách này thì như mình đã nói nó đi nhỏ theo từng nhánh của cái emotional intelligence thì nếu như mà bạn chưa có khái niệm chưa có kiến thức gì về cái trí tuệ xúc cảm này thì khi bạn đọc vào thì bạn cảm giác là không có được cái sự tổng quan cũng giống như là bị lmlm lờ mờ lờ mờ, bị dắt theo bạn chỉ nhìn ở dưới góc độ nhỏ góc độ trái với vĩ mô là gì ta góc độ nhỏ thì cái đó là một cái điểm tiêu cực thì mình sẽ không có được cái cảm giác mà mình hệ thống lại được những cái kiến thức mà mình biết Thế nên là mình nghĩ trước khi mà đi đến cái đọc cái bộ sách này thì bạn nên có một chút tìm hiểu sơ về Emotional Intelligence Đã. Thì khi đó bạn đọc về cái bộ sách này bạn mới thấy thực sự là appreciate, nhận ra được cái giá trị của nó đến chừng nào à, Thế nên là đó là lý do tại sao mà Hương chê nguyên một cái phần đầu giới thiệu cho mọi người Emotional Intelligence là gì Khi mà biết được cái đó rồi bạn có thể tìm thêm rất nhiều video YouTube trên về cái chủ đề này Khi mà bạn đã có khái niệm tổng quan Emotional Intelligence rồi Thì khi mà bạn đọc những cái nhắn nhỏ của nó là những cái cuốn này nè Thì bạn sẽ thấy là ok, kiến thức nó vào rất là tốt và bạn cảm thấy là Oh, à là nó đó, đó và rất nhiều giai đoạn là wow nó như vậy đó hả yeah. Thì đây là cái tất cả những cái suy nghĩ của mình về cái bộ sách Uh, về cái bộ sách này của alpha book thì again so far là cũng thật sự là cũng lâu lắm rồi thì mình mới gặp được một cái bộ sách mà cho mình rất nhiều cái kiến thức mới và nhiều cái góc nhìn mới và kiểu như là nó có một sự giống như là khi đọc được cái bộ sách này nó push mình lên trong cái quá trình mà grow phát triển của mình á push rất là nhiều so với những cuốn sách khác thế nên là đây là một cái bộ sách mà mình rất là recommend đặc biệt là những bạn mà lại bắt đầu là suy ngẫm về cái việc mà ok phải phát triển cái cảm xúc bản thân làm sao mà cảm thấy là mình phải làm chủ được cảm xúc của mình chứ không bị nó dẫn dắt nữa và hiển nhiên cuối cùng mình đánh giá thì cuốn sách này chắc là 4.5 trên 5, /5 sao mọi người hoàn toàn rất là tốt có một điểm đặc biệt thì cái cuốn sách này nó có bán theo lẻ đó mọi người nó có bán theo lẻ thì khi mà một cuốn lẻ này sẽ có giá là 99 ngàn thì mình nghĩ tốt nhất là mua cả box set rất là xinh. Tuy nhiên là nếu mà không á thì các bạn có thể mua từng cuốn và cái hương nghĩ cái cuốn đầu tiên mà các bạn nên đọc đó chính là cuốn hạnh phúc này. Ok và đó chính là tất cả trong cái video lần này và mình rất là hy vọng là mọi người sẽ tìm đọc cái cuốn sách này và nếu mà mọi người đã có đọc á thì hãy quay lại video này và hãy chia sẻ cảm nhận của mọi người về cái bộ sách này nha. Ok đó là tất cả trong video lần này. Rất vui và cảm ơn Alpha Books đã hỗ trợ và đã gửi cho mình duy vị đọc cái cuốn sách này và mình cảm thấy là thật sự là rất mừng khi mà mình được nhận và biết đến cái cuốn sách này. Ok, đó là tất cả. Bye bye mọi người.